thì đã phát. Chưa sự đi nơi đâu, con tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin mời sự kinh an. Sự là ánh trăng rằng soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hình bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyệt sư nơi xa đó, bình an và tự tại. Trong con tâm thân tình, nhớ sư mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chớ sư đi nơi đâu, còn tìm mãi khắp nơi. Nam mô A Di Đà, xin nguyện sư bình an. Sư là ánh trăng rằm soi sáng tâm hồn con. Bước chân sư nhẹ nhàng, gieo duyên lành muôn phương. Trong giấc mơ đêm về, hình bóng sư hiện lên. Con cúi đầu lễ Phật, xin sư được bình an. Nguyện sư nơi xa đó, bình an và tự tại. Chúng con tâm thân tình, nhớ sư mỗi sớm mai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Là mình đi bằng cái tâm, cái niềm tin ấy. Bộ Phật rồi nó đau, nó đau nhưng mà mình vẫn luyện tập, mình vẫn đi, nhưng mà đến khi hắn quen ấy, đi nhiều rồi mình tư duy nó là vì cái niềm vui của mình đấy và lời Phật dạy. Thế mình đi cái tâm thấy nó đau, nó thấy nó cũng không như không đau ấy. Thế mình đi được. Thì nhà kinh thì nó hết phòng rồi, nó không à. Nhưng mà đi nhiều á, chẳng hạn như là 30 cây số thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà đi cả 40 cây thì nó đau, quá của nó thì nó đau, nhưng mà qua nó thì nó không chịu. Buổi sớm từ khi mặt trời lên 5-6 giờ ai cho sớm thì mình nhận sớm, sau rồi đầy bình bát ấy, rồi mình đi không được nữa, mình tìm cái chỗ nào đủ rồi mình dùng, rồi mình không ăn nữa. Từ đó rồi tới chiều thì mình không nhận đó, ngày mai thì mình đi phát thực mình mới nhận lại. Dạ, cứ trước 12 giờ họ cho khi nào thì giờ mình đi khất thực là lệ thuộc vào cái thời gian đi khất thực. Đừng có người ta cho, nhưng mà không phải là mình chờ cho đến 10 giờ, 21 giờ mình mới ăn được. Chẳng hạn như giờ đang đi mới sớm ra, có người mới 7 giờ cho đầy rồi đâu có chờ đến 12 giờ được nữa, 10 giờ được nữa. Mang đi nó nặng, cái thứ hai nữa là mình để rồi kiến kiếp rồi, hay là nó dùng xong rồi mình xả bỏ. Họ cho khất thực được khi nào thì họ cho khi đấy, nhưng mà sau 12 giờ thì không ăn nữa. Mình không có cố định là phải giờ ngọ hay là buổi sớm, tùy theo tùy nhân viên. Nhân viên họ cho 7 giờ thì mình dùng 7 giờ, mà cho 9 giờ mình dùng 9 giờ, 10 giờ thì dùng 10 giờ. Chẳng hạn như là con ở đây mà ngày mai tới 10 giờ con mới vào được cái làm bên kia con khất thực thì 10 giờ mới dùng, chứ không phải là khi nào cũng có. Nói chung là trong buổi sớm mà có khất được vật thực khi nào thì dùng khi đấy, ai cho dùng xong rồi lại không dùng nữa. Khi nào cũng vào cũng xin rồi họ cũng cho khi
cơm nguội hay là cái củ khoai hay là cái kẹo hay cái bánh gì ấy, thì họ cũng cho, hay là cái trái cây gì đó, có điều là họ cho thì gặp những cái bánh mà trứng với sữa với lại những cái thứ đồ mặn đấy không ăn được, với lại những cái thứ mà mình ăn mà cảm thấy nó mất cái oai nghi ấy, mình không ăn thì mình không lấy thôi chứ nếu mà mình lấy những thứ đó thì không thiếu. Mình thấy những cái thứ mà đồ chay mình cần đấy, chẳng hạn như vào quán bún mình xin cái bún trắng ấy, bún không mình ăn cũng được rồi, hay là cái gì đó thì mình cũng thấy no đủ, cũng có chứ, nhưng mà mình cũng A Di Đà Phật, vui vẻ họ cả, cùng mong cho họ thành Phật đi, tốt đẹp như Phật để họ khỏi ghét mình nữa. Nếu mà họ thành Phật được thì họ không bao giờ ghét mình đâu. Nên là mình cũng từ bi với họ, mình cũng từ bi mà họ cũng từ bi thì ghét họ ghét mình thì mình cũng đừng có ghét lại, cố gắng vượt qua cái sân hận đấy, mình không sân hận họ nữa. Dạ, mình sống đời sống buông bỏ rồi mình gìn giữ giới luật đấy, mình phát nguyện tu hành rồi, cộng với lại mình kham nhẫn đó, mình vượt qua cái đau ấy. Đau đến cỡ nào mình tư duy nó là đau cỡ nào mình cũng phải ngồi được ngồi thiền ấy, cái già đấy đau cỡ nào mình cũng chịu đựng, mình vượt qua không chết đâu. Thế cứ ngồi rồi dần dần nó vượt qua được rồi, cứ tập miết rồi sau 3 năm này cũng quen. Khó khăn là cái đau đó, nhưng mà mình vượt qua cái đau, đau cỡ nào mình cũng không có sợ nó, mình cứ vượt qua nó thì mình thắng nó rồi, nó không đau nữa. Nó kham nhẫn. Vâng, 10 tiếng hay là nguyên một ngày hay là 15 tiếng thì cái đấy thì khi nào mà ở trú xứ ấy, không đi ấy, thì đi khách thật về thì mình ngồi như thế luôn tới trừ khi mà mình đi tiểu tiện hay đại tiện ấy thì mình đi thôi, chứ còn không thì mình ngồi đó mình tập ngồi thiền rồi đó, thì ngồi cho tới sớm mai rồi mình đi khách thực luôn. Dạ con đi về miền Nam, dạ con đi vào Tây Nguyên phía phía miền trong á. Con bây giờ không có cái gọi là khái niệm điểm dừng nữa, tại vì muốn ở đâu thì ở, muốn đi đâu thì đi, nhưng mà cũng đi phụ thuộc vào cái thời tiết nắng này, nắng thì đi được nhưng mà mưa đi không được, mưa thì buộc phải nghỉ nghỉ lại. Bước chân xưa nhẹ nhàng.
tells me.